Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho người một cái máy phun áp lực model là QL90A. Thì cái máy này có công suất là 2200W, áp lực làm việc là 93, áp lực tối đa là 123, dòng điện là 220V. Thì cái máy này đặt chứng chỉ là ISO 9001 ha. Máy này do Trung Quốc sản xuất mọi người ha. Thì bây giờ tôi sẽ khui ra cho mọi người xem cái trong cái máy nó gồm những gì ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ khui. Mọi người đợi xíu ha. Trong cái máy nó gồm có đây là một cái súng nè, ống dây nước vào, ống dây nước vào, và cái ống này là ống dây ra, bỏ chỗ này đi, ống này là ống dây ra mọi người ha, đó, ống dây ra, rồi cái đầu súng, nguồn điện, và đây là cái thân máy, thì cái thân máy này hiệu là Osaka mọi người ha, Osaka, nó thiết kế rất là gọn, nằm ở trong một cái khối khép kín, một cái khối khép kín này nó chạy rất là êm ha mọi người. Đây thì bây giờ nó chạy rất là êm nha. Đó thì bên đây bên đây nó có cái tay này dùng để gác gác cái súng mình lên ha. Đó, tay này dùng để gác cái súng mình lên khi mà chúng ta ngưng sử dụng ha. Ở trên đây có công tắc, và đây nó có đồng hồ áp lực ở đây ha. Đó, áp lực đó. Nó được thiết kế là nó cứng xung quanh hết mọi người ha, xung quanh hết. Và phía sau này nó có cái đầu này dùng để hai cái này là để mình quấn cái dây á ha, quấn cái gì ha, dây điện rồi mình vô đây nha. Đó thì đây là toàn bộ cái phụ kiện của nó ha, phụ kiện của nó. Cái dây này nó dài rồi này tôi cũng chưa có đo nữa, để chút xíu tôi đo tôi báo sau ha. Đó thì thôi bây giờ tôi sẽ ráp máy ha, ráp máy và gắn lên cái kệ bên đây để làm cái máy demo luôn, xịt rửa. Mọi người có mua hàng thì cứ ghé đây muốn thử cái gì thử ha, để làm cái mẫu xịt rửa ở cửa hàng luôn ha, vừa làm demo vừa thử ha. Đó thì thôi bây giờ mọi người cho xíu tôi sẽ ráp đầy đủ vô và bắt đầu test máy ha. Rồi, ok. Sau khi ráp xong thì mọi người ha, ý cái ống này thì mình vô là trong đây, cái đầu dắt co nè, cái đầu dắt mà vàng vàng nè, cái đầu cam cam nè, thì mình cứ nhét thôi, kéo ra nhét vô thôi ha. Đó, nó có hai cái, rồi vô cái đầu này vô cái vô nước, thì đây tôi sẽ vô cái bình nước 5 lít ở đây. Đó, còn cái ống kia, cái ống đầu phun áp lực thì mình dặn vô đây ha. Đó, thì mình cắm gì cắm điện cho mình phun thôi, thì nó sử dụng là cái dùng cái dò, cái đầu cắm này rất là chuẩn ha, này còn cắm chuẩn luôn đó, nó có thêm cái dây mát nè ha, đó. Mà về Việt Nam nó gỡ ra rồi, đầu cắm rất là đẹp ha. Rồi thôi bây giờ tôi sẽ cắm và tôi test thử mọi người cùng xem ha, thì cắm điện vô, đó,
Rồi, để tôi đặt một cái máy quay cố định lại để cho mọi người cùng coi. Rồi, bây giờ tôi sẽ phun ha mọi người xem nha. À, thì mình gắn cái đầu này vô ha, nãy chưa nói, đầu này mình gắn ở đây thôi. Cái đầu của nó nãy nó nằm ngoài thì mình xiết nó vô. Đây, mét phun ha, rồi mình gắn cái đầu vô đây thôi. Rồi, bắt đầu thử ha. Rồi tiếp người ha, nãy đang kẹt khách nên nó bị như vậy ha, tiếp ha. Rồi thôi người ha, thì cái máy này nói chung là rửa xe rất là ok ha, nó áp lực rất là mạnh.
cái cáp là nó mình đụng tay vô là nó không có chịu nổi đâu ha, nó đau dữ lắm ha, xịt là nát cái mút rồi, giờ tôi lấy mút tôi xịt. Mút thì chỉ bình thường rồi ha, nói chung áp lực nó mạnh lắm. Thì mọi người có nhu cầu mua liên hệ với tôi ha. Thì thì cái máy này có cái giá là tôi để phía trên tôi đề ha, mọi người có nhu cầu mua hay liên hệ với tôi theo cái số điện thoại 0942309090, giá cả thì tôi để thành thành tôi đề ha. Thì cái máy này bảo hành 6 tháng nha mọi người nha, đừng nguyên trong một cái khói ha, trong nguyên một cái khói rất là đẹp ha. Rồi, cảm ơn, xin chào.